Nghĩa là Bồ Tát kia làm chuyển thân vương, thấy người đến xin liền suy nghĩ, ta nhờ làm việc gì mà ở trong vòng sanh tử, được làm chuyển luân vương. Nay ta ở trong sanh tử hưởng quả báo tốt này, phải làm lợi ích an vui cho hữu tình, chứ không làm việc gì khác cả. Nghĩ như vậy rồi, bảo những người đến xin: các ngươi tùy ý, cần dùng các thứ của cải chi ta đều thí cho. Khi các ngươi đến lấy vật dụng, nghĩ nó như của mình, đừng nghĩ của người khác. Vì sao? Vì ta nhờ các ngươi nên được an vui mà thọ thân này chứa nhóm của cải, nên của cải này là của các ngươi, tùy ý thọ dụng hay cho người khác dùng, chớ có ngại ngùng. Khi Đại Bồ Tát này khởi tâm thương xót các hữu tình như vậy, nên mau được viên mãn tâm vô duyên đại bi. Nhờ tâm đại bi mau viên mãn, nên tuy thường làm lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình, nhưng đối với hữu tình đều vô sở đắc và cũng chẳng đắc sự cảm thắng quả, nên biết một cách như thật chỉ do lời nói của thế tục đập ra nhiều thứ lợi ích an vui cho các hữu tình. Lại biết một cách như thật việc đập ra đều giống như tiếng vang, như ảnh tượng, tuy hiện ra tựa có nhưng không chân thật, vì sự việc này nên đối với các pháp đều không nắm bắt. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát thường nên tu hành bố thí ba la mật đa như vậy, nghĩa là đối với hữu tình không có sự luyến tiếc, cho đến xương thịt thân thể còn đem bố thí, huống là các của cải bên ngoài, đem các của cải bố thí giáo hóa cho hữu tình mau được giải thoát sanh lão bệnh tử. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, đem của cải nào để nhiếp hóa hữu tình mau giải thoát sanh lão bệnh tử? Phật dạy: này thiện hiện, đem vật dụng của mình để tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, đem vật dụng của mình để trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đem vật dụng của mình để trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, đem vật dụng của mình để trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, đem vật dụng của mình để tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đem vật dụng của mình để tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đem vật dụng của mình để tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đem vật dụng của mình để tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, đem vật dụng của mình để tu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, đem vật dụng của mình để tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, đem vật dụng của mình để tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, đem vật dụng của mình để tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, đem vật dụng của mình để tu mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đem vật dụng của mình để tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đem vật dụng của mình để tu 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, đem vật dụng của mình để tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đem vật dụng của mình để tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đem vật dụng của mình để được quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, đem vật dụng của mình để hành hạnh đại bồ tát, đem vật dụng của mình để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết các của cải thiện pháp như vậy nhiếp hóa hữu tình, làm cho mau được giải thoát sanh lão bệnh tử. Các đại bồ tát thường dùng các thứ của cải như thế làm phương tiện thiện xảo nhiếp hóa hữu tình, giúp cho mau được giải thoát các khổ sanh lão bệnh tử. Lại nữa, này thiện hiện, các đại bồ tát an trụ nơi bố thí ba la mật đa, tự mình hành bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình hành bố thí rồi, nếu còn thấy hữu tình hủy phá tịnh giới, thì nên sanh tâm thương xót khuyên bảo họ: các ngươi phải nên thọ trì tịnh giới, ta sẽ bố thí của cải cho các ngươi, từ nay không bị thiếu thốn. Bởi vì các ngươi thiếu thốn vật dụng sanh nhai nên mới hủy phá tịnh giới, gây các ác nghiệp. Nay ta sẽ tùy theo sự thiếu thốn đó mà cung cấp cho các ngươi được đầy đủ. Các ngươi an trụ nơi giới luật thanh tịnh này, tuần tự sẽ được đoạn trừ các khổ, nương theo pháp tam thừa, tùy theo chỗ thích ứng, thoát khỏi khổ sanh tử, được vui niết bàn. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này an trụ bố thí ba la mật đa, tự mình thọ trì tịnh giới, cũng khuyên người khác thọ trì tịnh giới, thường tự mình khen ngợi pháp thọ trì tịnh giới, vui mừng khen ngợi người thọ trì tịnh giới. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình an trụ vào tịnh giới, thoát khổ sanh tử, được vui niết bàn.